Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Nội Công Hô Tơ. Và nếu như các bạn nào đang xem Tàu Nhanh Công Nghệ vào thời điểm phát sóng thì đây chính xác là vào 9h30 sáng Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2, tức là Chủ nhật cuối cùng của năm Canh Tí và chúng ta thì chuẩn bị đón năm mới Tân Sửu rồi. Trong Tàu Nhanh Công Nghệ số lần này thì mình sẽ gửi tới cho các bạn rất nhiều những thông tin công nghệ hay ho sẽ được diễn ra vào trong chính Tết Nguyên Đán này. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Thông tin đầu tiên đó chính là về toàn bộ những chiếc CPU Core i thế hệ thứ 11 đến từ nhà Intel. Trong đó thì sẽ gồm có Core i9 11900K, Core i7 11700K và Core i5 11600K. Về những chiếc CPU này thì chúng mình cũng đã nói tới cho các bạn rất nhiều trong các video Tàu Nhanh Công Nghệ gần đây rồi. Và gần đây nhất thì chúng mình cũng đã có trên tay những chiếc mainboard Z590 để có thể phục vụ cho dòng CPU này. Nhưng mà điểm khác nhau nhất so với thế hệ thứ 10 hiện tại thì đó là hiệu năng đơn nhân sẽ tăng 2 con số, tức là tầm khoảng 10%, và Core i9 thì sẽ còn là 8x16 luồng thay vì là 10x20 luồng như trước. Nhưng khi kết hợp với các bo mạch chủ Z590 thì chúng ta sẽ có băng thông PCI Express Gen 4 và với băng thông lớn hơn nhiều so với Gen 3 của Z490 hiện tại. Nhưng mà điều này thì có giúp gì cho việc tăng hiệu năng của cả màn hình hay không thì chắc chắn là sẽ phải đợi cho đến khi chúng mình có trên tay những chiếc CPU mới nhất rồi, chắc là cũng phải khoảng giữa tháng 3 năm nay. Tiếp theo là về những chiếc card RTX 3060. Trước đây thì chúng mình cũng đã có một video nói về em này rồi. Cơ mà nhìn vào thông số thì cũng thấy rằng là không có quá nhiều hy vọng cho mẫu card này. Mặc dù hiệu năng Ray Tracing và DLSS là rất ấn tượng, nhưng mà ở phân khúc này thì chúng ta hy vọng vào hiệu năng từ CUDA lớn hơn cho các tựa game Esports hơn là hiệu năng của RTX và DLSS vốn không được tích hợp nhiều trong các game kiểu này. Dù gì thì đây vẫn là quân bài đang ẩn giấu của NVIDIA dành cho phân khúc tầm trung khoảng 10 triệu đồng. Và chắc chắn là NVIDIA sẽ không nghịch dại để AMD chiếm thế thượng phong khi mà kiến trúc RDNA 2 đang có những thành công nhất định. Tiếp theo sẽ là AMD hay chính xác là RDNA 2 khi mà chúng ta sẽ hy vọng vào các mẫu card mới RX 6700 XT được sản xuất vào trong quý 1 năm nay. Đây sẽ chính là những sản phẩm đối trọng trực tiếp của 3060. AMD khá hào phóng khi cho chúng ta tới 12GB VRAM và lượng VRAM dồi dào này cũng là lý do khiến cho NVIDIA đứng ngồi không yên và buộc phải cho ra mắt 3060 12GB để đối trọng lại. RX 6700 XT sẽ hướng đến chủ yếu là cho gaming ở độ phân giải 2K. Giá bán của 6700 XT thì vẫn còn khá mập mờ, nhưng mà mình dự đoán cũng sẽ ngang với 3060 để tạo ra một cuộc cạnh tranh có lợi nhất cho người dùng. Và thông tin cuối cùng trong bản tin Tàu Nhanh Công Nghệ ngày hôm nay thì đó chính là top 5 tựa game đáng chơi nhất trong mùa Tết này cùng với bạn bè. Nói chung là trong top 5 game này thì mình đã loại tất cả những cái game mà phổ thông các bạn đã biết rồi như là CSGO, Dota 2, LOL, Among Us vân vân và mây mây. Thì đây là những cái tựa game khá là hay, cũ có, mới cũng có, rất phù hợp để các bạn có thể chơi cùng với bạn bè trong mùa Tết này. Có thể là sẽ gia tăng tình bạn hoặc cũng có thể là sức mẻ tình anh em. Nói chung là các bạn cũng cứ thử xem thôi nhá. Video này thì chúng mình cũng đã làm rồi và các bạn hãy bấm vào cái đường link ở phía bên trên này để xem lại nhé. Còn bây giờ thì Tàu Nhanh Công Nghệ số lần này cũng đã khép lại tại đây rồi. Một lần nữa xin chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng bên gia đình và người thân. Cũng như là đi ra đường thì hãy nhớ đeo khẩu trang, sát khuẩn tay để bảo vệ mình có một cái sức khỏe thật tốt trong mùa Tết năm 2021 này nhá. Còn bây giờ thì Nam Minh xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.